Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Khoa đã nói về nỗ lực để đạt cái tăng trưởng hai con số năm vừa qua và quyết tâm để đạt tăng trưởng hai con số trong năm nay. Tôi sẽ hướng về một cái nỗ lực đổi mới sáng tạo, hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững hơn. Thì có thể nói, tôi chia sẻ 5 ý. Ý thứ nhất là có thể nói là cái từ chuyển đổi số là một cái từ khóa nóng nhất. Người người nói, nhà nhà nói, cả nước nói. Và đấy là dấu hiệu về một cơ hội lớn chưa từng có đang đến với tập đoàn FPT. Thế thì tập đoàn FPT như một cái tập đoàn công nghệ hàng đầu của Việt Nam và đang vươn ra thế giới, chúng ta sẽ làm gì để chớp lấy cơ hội đó? Điểm thứ hai là cơ hội đó là cơ hội gì? Thứ nhất, đấy là cơ hội về nền tảng cho các doanh nghiệp. Là một tập đoàn lớn, chúng tôi hướng đến những nền tảng mà phục vụ cho hàng trăm ngàn doanh nghiệp. Thì nó là nền tảng gì? Đầu tiên là chúng ta nói đến nền tảng về AI. AI của chúng tôi đang phục vụ 11 triệu người và thực hiện 200 triệu lần giao tiếp. Trong cái giai đoạn Covid vừa qua, chúng tôi mới phát hiện ra rằng là AI có thể cứu được mạng người bằng cách liên lạc với F0 tại nhà. Chúng tôi rất tự hào làm cái công việc đó. Chúng tôi đang xây dựng nền tảng về blockchain và cả Metaverse. Cá nhân tôi đánh giá, nếu mà Internet đã đặt một cái dấu ấn lớn cho thế giới thì tiếp theo sẽ là Metaverse và Blockchain. Thì hiện nay một công ty Nhật Bản đã nhận để có 3.000 đại lý và có hàng trăm ngàn người đang sử dụng 300.000 người đang sử dụng cái nền tảng của chúng tôi. Tiếp theo, trong thời gian xảy ra Covid, chúng tôi đã đưa ra một nền tảng để duy trì vận hành không gián đoạn cho các doanh nghiệp, mà chúng tôi đặt là một cái vaccine công nghệ cho các doanh nghiệp, gọi là Ecovax. Ecovax là do phép chúng tôi có thể gặp gỡ trên mạng. Đấy chính là on meeting. Và chúng tôi có 6 triệu giờ họp trên on meeting. Chúng tôi có nền tảng để không chạm, tức là toàn bộ các giao dịch như chữ ký, như hợp đồng là trên mạng. Và chúng tôi tiếp tục phát triển cho các cái đảm bảo để cho hậu Covid thì không chỉ là vì giãn cách mà dùng, mà vì cái hiệu quả của nó mà dùng. Cái điểm thứ ba tôi muốn chia sẻ là nền tảng số cho đại chúng. Đây là nỗ lực rất mới của tập đoàn FPT. Chúng tôi muốn xây dựng một nền tảng số cho đại chúng và đi vào phục vụ những cái nhu cầu cơ bản nhất của con người: học tập, làm việc, ăn uống và chăm sóc sức khỏe. Cái đột phá của những cái ứng dụng này đó là nó dựa trên những cái thành tựu của công nghệ. Tôi nói ví dụ như là làm thế nào để thực phẩm của chúng ta có thể đến tay người dùng nhanh nhất, chọn những cái sản phẩm sạch nhất và với những chi phí vận hành thấp nhất và tạo cho thuận lợi nhất cho người tiêu dùng. Về học thì trong thời gian Covid, chúng tôi đã đưa ra những nền tảng học tập ứng dụng trên những công nghệ giáo dục và công nghệ số hiện đại nhất, đảm bảo học có hiệu quả.
Vừa rồi Bộ Giáo dục và Đào tạo rất ngạc nhiên khi mà ý kiến của sinh viên Đại học FPT rất tích cực và không thấy phàn nàn như ở các đơn vị khác vì sinh viên vẫn học rất tốt. Trong thời gian vừa rồi thì rất thiếu nguồn nhân lực khi mà những gia đình đã về quê, thì chúng tôi cũng đang khởi tạo những cái phương thức để giải quyết công ăn việc làm đúng nhất, tốt nhất cho người lao động và cái chi phí của doanh nghiệp là thấp nhất. Và chúng tôi đang đưa ra những cái phương pháp luận mới. Nếu mà về chăm sóc sức khỏe, chúng ta đến bệnh viện chỉ có thể có dữ liệu ở cái thời điểm đi khám, thì chúng tôi với tư tưởng của cái chuyển đổi số là phải có cái sức khỏe gọi là IoT, đầy đủ theo dõi sức khỏe 24/7 và có thể đưa ra những cái dự báo tương lai để chăm sóc sức khỏe. Và tôi tin rằng là cái cách chăm sóc sức khỏe là tốt nhất. Và đây sẽ là hướng đến hàng, ở trong nước là đến hàng chục triệu con người, và tương lai nó có thể mở ra trên thế giới. Cái điểm tiếp theo, điểm số 4 ấy, là nói về sự vươn lên và đẳng cấp. Vừa rồi anh Khoa cũng đã nói đến Contech Công. Tôi phải nói rằng là chúng ta có thể nâng tầm các giải pháp công nghệ của chúng ta để giúp các doanh nghiệp Việt Nam trở thành những doanh nghiệp quản trị số hiện đại nhất trên thế giới. Chúng tôi đã làm thành công ở nhà máy Schaeffler là của Đức, là cái quản trị sản xuất của người ta là hiện đại. Trực tiếp công ty Đức là một công ty mà là chủ của BMW, chủ của Schaeffler, ông Schaeffler là đã xác nhận rằng đây nhà máy mà chúng tôi làm là hiện đại nhất trên tất cả các nhà máy của Schaeffler trên toàn cầu. Và chúng tôi sẽ làm như vậy với các doanh nghiệp Việt Nam. Hiện nay chúng tôi đang thỏa thuận với ví dụ như là Thiên Long để sản xuất bút bi của chúng ta có thể quản trị tốt nhất. Mà chúng tôi đưa ra cái khẩu hiệu, nếu mà trước kia hiện đại nhất là just in time, tức là sản xuất không kho, thì bây giờ chúng tôi là just in second, tức là tính mà bằng ra dây. Và những cái công thức như vậy đó là chúng ta có thể triển khai cho tất cả các đơn vị sản xuất trên toàn cầu và bắt đầu từ Việt Nam. Nói nữa là đẳng cấp là gì? Đẳng cấp là những cái hợp đồng mà lớn, thì hiện nay chúng tôi có khoảng vài hợp đồng lớn trên 100 triệu đô la Mỹ. Vừa rồi chúng ta đã nói đến Coke Automotive, chúng ta nói đến Petronas, chúng ta nói đến Coca-Cola, chúng ta nói đến EWE là cái cơ quan điện lực của Đức. Với khẩu hiệu là người Ấn Độ làm được thì người Việt Nam sẽ làm được, như chúng tôi đã ước mơ ngày xưa, Việt Nam cũng sẽ vươn cái mở rộng cái bờ cõi của trí tuệ của đất nước. Và cái điểm cuối cùng mà tôi muốn nói đó là định hướng chúng tôi đã nhìn thấy rõ, nhưng mà cái thực hiện lại còn phải rõ hơn nhiều. Cho nên là lãnh đạo các công ty thành viên, lãnh đạo của tập đoàn là chỉ đạo những cái đề án mà chúng tôi gọi là 10 nhất hàng tuần. Còn cán bộ công nghệ, cán bộ kinh doanh của chúng tôi thì chiến đấu hàng giờ, hàng ngày. Và bước vào năm 2022, chúng tôi đã bắt đầu một cách quyết liệt những cái mà tôi vừa kể. Tôi hy vọng rằng là FPT, thời điểm của FPT đang đến, đã đến và sẽ đến tiếp. Với cái tiềm lực công nghệ, với quyết tâm công nghệ, với cái nhìn về tương lai, thì tập đoàn FPT sẽ tăng trưởng bền vững, nhanh và bền vững. Xin cảm ơn sự chú ý của các quý vị.